Nhận định đội tuyển nữ Mỹ vs đội tuyển nữ Việt Nam, 8 giờ ngày 22 tháng 7 tại World Cup nữ 2023. Nhận định đội tuyển nữ Mỹ vs đội tuyển nữ Việt Nam, 8 giờ 0 phút ngày 22 tháng 7 tại vòng bảng World Cup nữ 2022. Dự đoán tỷ số trận đấu đội tuyển nữ Mỹ vs đội tuyển nữ Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích. Nhận định đội tuyển nữ Mỹ vs đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi gây bất ngờ trước nhà Á quân châu Âu là đội tuyển nữ Đức khi chỉ chịu thua sát nút 1-2 thì tuyển nữ Việt Nam phải nhận thêm hai thất bại khác trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết nữ World Cup 2023. Điều đó được thể hiện qua hai thất bại trước tuyển nữ New Zealand với tỷ số 2-0 và đặc biệt là thảm bại 9-0 trước tuyển nữ Tây Ban Nha trong loạt trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết World Cup. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là gần như không có cùng việc lần đầu tiên dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh quá khó để các chiến binh sao vàng có thể gây bất ngờ trước tuyển nữ Mỹ trong ngày ra quân. Hiện tại, Mỹ đang là nhà đương kim vô địch thế giới. Tuyển nữ Mỹ cũng đang thể hiện được đẳng cấp của mình khi toàn thắng cả 8 trận giao hữu trong năm 2023. Với thực lực vượt trội không khó để họ có một chiến tưng bừng trước tuyển nữ Việt Nam trong trận ra quân là điều mà Mỹ sẽ hướng tới. Tuy nhiên với tinh thần chiến đấu ngoan cường và máu lửa đã trở thành thương hiệu, các cô gái của đội tuyển Việt Nam quyết tâm sẽ chơi tốt nhất có thể trước ứng viên số 1 Mỹ. Thông tin lực lượng đội tuyển nữ Mỹ vs đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Mỹ, Becky Sauerbrunn, Mallory Swanson, Katarina Macario không tham dự World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam, đội hình đầy đủ. Đội hình dự kiến đội tuyển nữ Mỹ vs đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Mỹ, Alyssa Neher, Emily Fox, Alana Cook, Sophia Huta, Naomi Yerma, Crystal Jung, Megan Rapinoe, Lindsay Horan, Rose Lavelle, Trinity Rothman, Alex Morgan. Đội tuyển nữ Việt Nam, Kim Thanh, Trần Thị Thu, Diễm My, Thu Hương, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến, Hoàng Thị Loan. Dự đoán kết quả đội tuyển nữ Mỹ vs đội tuyển nữ Việt Nam, 3-0. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.